Vào rồi. Nhìn thấy gì chưa? Nét phép. Về nhau nữa. Tôi có vợ hai con Bet. Rồi trừ okay. Một xác. Đây nhìn đây, xong bắt đầu ngược lại thầy. Đây này. Đây đúng không? Trời ơi đấy, có cái viên đây là phải khác bọt chứ gì nữa. Hoặc là Zola C3 cũng được nhờ. Zola C3 được, mẹ chắc đét luôn, 4.000 tỷ. Nóng đầu ấy. Nóng đầu vãi lều. Pedro, bây giờ anh em tư vấn giúp tôi. Đấy, đang có một cái team Chelsea như này, khuyết mất một vị trí RW. Thì bây giờ làm nào, nâng cấp con gì, bây giờ mua con gì? Đức Vũ đã donate cho KGV 10.000 đồng. Cảm ơn Đức Vũ nha. Tôi bảo rồi, chủ ơ cứ làm một củ nữa. 374 tỷ hốt con net em cũng ưng đấy. Đây rồi, hôn net vét, rồi chủ áo chốt net vét rồi anh em ơi, cảm ơn sắc nha. Đức Vũ đã hết cho tài mua 374 tỷ. Đấy, team này thì cơ bản thôi đấy, 4-1, 4-2, 1-3 với đầu cầu của Seva, từ các huấn luyện viên á, trong vòng cấm là một này và cái bắn pháo này tận dụng cái khả năng sút xa của Neves. Nice. Nhưng mà có gì ở đây không? Sút xoáy này hợp lý. Sút xoáy đánh một chi ân Mân Đà đi, hôm qua vừa thua cay thật. Hôm nay tôi đọc một cái bài là gì nhỉ, người ta đang gọi là cầu xin ban tổ chức Ngoại hạng Anh đừng để cho MU đá vào những ngày cuối tuần, ví dụ như là thứ sáu, thứ bảy là 2, chủ nhật là 3, để cho toàn thể anh em cổ động viên fan MU có một cái ngày gọi là cuối tuần nghỉ ngơi trọn vẹn. Nín đi ngủ. Cuối mắt lại đụng chạm với cả nỗi đau của Minh Nhật. Riêng trận đầu này Netfet nữa. Hot trick. Được chưa ạ? Netfet hot trick. 263 tỷ á nhá. Em bị bệnh gì vậy? À em bị bệnh gì vậy? À của em bị bệnh gì vậy? Thầy không có người yêu hả thầy? Con vợ Đức Minh Vũ này. Đấy, nó chọc máy vào nỗi đau của 800 anh em ở đây. Em bashing rồi đi. Mà dám bảo là tôi không người yêu, khác nào bảo vào mặt anh em mà không có người yêu, đúng không? Anh em phải thấy hổ thẹn đấy chứ. Ui, ghê vậy. Mai Thủy 13 đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Và cắm máy Thủy 13 nha. Để MCA vào nâng cấp lên cho khỏe tí. Tôi bắt bệnh chỉ có chuẩn. Đấy. Những người ấy hiểu nhau lắm. Seva men. Thầy tự chửi mình là thầy. Không phải chửi tôi, anh em đang lên dưới có cho bản thân mà anh em. Đang lên dưới có cho bản thân mà. Vậy là từ nay chúng ta không thuộc về nhau nữa. Tôi có vợ hai con rồi chưa okay. Một xác. Xuống lấy đà xuống thẳng mặt nó. Nhìn ngớ mặt. Ngớ mặt. Ngớ mặt. Đúng rồi thẳng mặt luôn. Hai mắt. Trong màu bộ áo chú cay rồi. Áo chú hề mà. Mà chú hề mà đấy. Ôi. Lên. Đấy nhà Netfest có bàn thắng đầu tiên rồi nha. Mua quả Netfest này là xứng đáng từng xu luôn ấy. Nope. Không được. Chị dị xoay xoay con ba thôi nhanh. Nhìn trên cùng ấy. Nhìn đấy, trên cùng đây đúng không? Ấy. Thằng này đúng không? Nhìn xuống cùng nhìn Bero chạy không? Không nhìn thấy, thật sự là không nhìn thấy, muốn chuyển lắm nhưng mà không nhìn thấy chứ. Rồi nhờ. Tầm nhìn nó rất là quan trọng khi mà chơi FIFA, tầm nhìn của mỗi người ấy. Mình nhìn được xa, mình nhìn được rộng thì mình sẽ thu về nhiều thông tin. Đây nhìn đây, xong bắt đầu ngược lại thầy. Từ đó đấy, C3 chạy. Đây này. Đây đúng không? Trời ơi đấy, có cái viên đây là phải khác bọt chứ gì nữa. Chỉ ăn không tập sau béo thế kìa. Ôi, nó là chân 7. 87 cân, 6 cân. Nhìn trên. Đấy, em phải ở dưới. Đây đúng không thầy? Được. Cái bóng ở giữa là nhìn hai cánh thôi, chỉ đơn giản là như thế. Chú xa ăn rồi. Gõ đâu ấy. Ba lách thì phải gõ rồi. Ba lách thì phải gõ. Hết múa rồi. Nếu mà để nó mà về trình, gọi là trình về tư duy đá bóng nhá, thì Tabi hơn tôi khoảng 3-4 bậc. Nó không phải phép. Đấy. Phải tầm 3-4 bậc. Đấy, nhưng mà có sẵn anh em khoảng 800 hay hơn 800 anh em ở đây thì được cái số view này thì là một phần lớn
rất là nhiều đến từ Tabi đó. Tôi cũng nói luôn mà, nếu mà có Tabi thì mới có tôi ngày hôm nay, nói thẳng thế luôn. Nếu không có Tabi thì hiện tại chắc là tôi vẫn đang kiểu bên TikTok, mà bây giờ nó không có một cái thành quả gì luôn ấy. Ở cái xã hội này ấy, gặp gỡ nhau đấy đã là một cái duyên rồi, nhưng mà cùng gặp gỡ nhau xong bắt đầu cùng làm việc với nhau thì nó lại là cả một cái gì đó nó rất là này nọ đấy. Nên là tôi khi mình phải trân trọng nó một tí. Trẻ tuyên bố luôn nha, cho con vợ 3-0, tuyên bố luôn. Giấu tên đã donate cho tôi okay. 50.000 đồng. Ôi cậu giấu tên nha. Đúng là con vợ thua thầy mấy bậc thật, hôm đá thầy cái DS Zero to hero mà vẫn bị thầy cho nhót. Đâu nhỉ? Lên. Vào đấy. Trời ơi. Không biết Phan Black còn giữ kèo nhỉ? Phan Black đâu ta? Không lọt Tabi chỉ cho tôi mấy bài ấy, nhưng mà thật sự là trong game này cái tiết tấu nó khá là nhanh ấy. Nhìn không ra luôn mà. Thêm bản nữa này. Tabi vô với chúng tôi ấy. Không được. Anh ba chưa ghi bàn hả thầy? Đấy anh ba chuẩn bị ghi bàn đây, chuẩn bị nhá. Nope. Ui. Tí được. Chat từ đầu đến cuối luôn. Nó bảo là trình độ mày chỉ đã như này thôi, rồi ABC XZ handicap các kiểu. Ngồi trong vợ nóng đầu luôn mà. Ồ hay đấy nhở. Không phải sáu. Ngủ lên sút điên thật. Ông tôi không để ý đâu. Tôi mà để ý vào có view vào sang cái là tôi đã cẩn thận ngay. Nhưng mà cái tiệp một đấy tôi đang tâm sự với anh em. Gì double cọc luôn ạ. Đỉnh thật đấy. Neves EPS là một trong những mùa giải hiếm hoi. Lực sút của Neves EPS mạnh hơn hầu như là BTB này là 1 này, LN là 2 này. Đấy hình như là mạnh hơn thì phải. Theo tôi được biết và đánh giá là mạnh hơn. Nhìn chưa anh em, nhìn Neves chạy chưa? Đấy. Nhìn xong bên đấy nhưng mà lại chuyển sang bên này. Ok kìa, xoa của em. Lao bằng cả hai chân luôn ấy. Có đó khoảng 1.000 tỷ ấy. Mua cả Zoico được không? Zoico ở một thẻ xếp A. Hoặc Zola xếp A cũng được. Nhờ. Zola xếp A bây giờ mẹ chát đét luôn. 4.000 tỷ. Nóng đầu ấy. Nóng đầu vãi lều. Pedro. Vào rồi. Nhìn đi gì chưa ạ? Neves. Đấy là lý do tại sao mà tôi không mang quả huấn luyện viên xuất xoáy. ZD cực kỳ ảo. Tính tôi cứ gặp mấy con vợ thách đấu với cả siêu sao đá rất hay chứ. Nhưng mà gặp mấy thằng chuyên nghiệp bán chuyên cái đá toàn nhóc. Tiếp biết cài. Điểm à? Thế phải là điểm không nhỉ?
Thế phải điểm không ta? Đấy phải điểm không ta? Mút tay luôn. Em nghĩ sao đấy là một thằng đá phạt vào anh em? Anh em nghĩ sao nhở? Netfest vừa mua xong. Ui không được. Vụ 500k. Không nhắn tin sớm. Không nhắn tin sớm. Bây giờ mấy cái thằng hách đấu tôi gặp mấy thằng hách đấu đá dễ hơn. Ui. Con vợ một hồi không lấy được bóng mà. Một hồi không lấy được bóng. Đó. Xong bắt đầu cuồng quá sút mẹ về gối về sân nhà. Ủa. Anh em nhìn tôi quả Zegulit quả đấy con vợ không lấy được bóng, ức chế mà. xem lại cái tình huống nhá. Đâu nhỉ? Khó chịu thật sự. Lại chả khó chịu nữa. Đá mắc khó chịu luôn mà.